chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mang thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi.
buổi lễ 30 năm ngày ra trường. Mà chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô cũng như toàn thể các bạn sẽ thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng với các tiết mục bài hát Thăm Lại Trường Xưa qua phần thể hiện của bạn Phạm Trung, bài hát Những Điều Thầy Chưa Kể qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Ly. Tiếp theo là bài Trở Về Trường Xưa qua phần biểu diễn của bạn Đỗ Ngọc Quý, bài Người Thầy qua phần trình diễn của ca sĩ Hồng Thước và ca khúc Ninh Bình Quê Mẹ qua phần trình diễn của Phạm Trung và Tuấn Vinh. Xin mời các thầy cô cùng toàn các bạn cùng thưởng thức. Mười năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Gốc phượng già ve hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ. Ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng. Ơn thầy cô theo ta suốt một đời. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời, về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. 30 năm rồi ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi con tim vẫn gọi, mai trường xưa ơi yêu dấu suốt một đời. Xin mời thầy cô và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhắm mắt lại để nhớ về những năm tháng cách đây 30 năm mà thầy trò chúng ta còn học dưới mái trường này, với biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình thương mà chúng em đã được đón nhận đến từ các thầy cô. 30 năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy, xin một lần tay lại nắm chặt tay. Gốc phượng già ve hát khúc mê say, cây bàng xanh đã bao mùa thay lá. Những chuyến đò chờ thời gian vội vã, xin một lần thăm lại bến sông xưa, xin một lần về lại tuổi ngây thơ. Ánh mắt bâng khuâng giữa sân trường đầy hoa nắng, năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng. Ơn thầy cô theo ta suốt một đời. 30 năm rồi bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời, về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa. 30 năm rồi ơi bạn bè ơi, giây phút bên nhau ngàn lời muốn nói. Mai xa rồi con tim vẫn gọi, mái trường xưa ơi yêu dấu suốt một đời. 30 năm rồi bạn bè ta ơi, những cánh chim non bay đi khắp phương trời, về ngồi bên nhau khi tóc đã điểm bạc, dưng dưng nhớ về trang lưu bút ngày xưa.
mai xa rồi, con tim vẫn gọi mái trường xưa ơi. Yêu dấu suốt một đời. Mai xa rồi, con tim vẫn gọi mái trường xưa ơi. Yêu dấu suốt một đời. Bụi phấn
chương trình hôm nay thì em rất xúc động, xin được gửi đến các thầy cô cùng các bạn một bài hát của nhạc sĩ Đức Lộc. Bài hát có tựa đề Trở Về Trường Xưa. Bài này lần đầu tiên em hát trên sân khấu. Em hát hay hay không thì báo cáo thật với các thầy cô với các bạn là do bạn đánh đàn hết. Vâng. Nhưng mà tôi khuyên cả đến em ạ. Mãi trường lưu dấu, bạn bè em xa cô thấy mong đợi. Thầy cô ơi, dù thời gian có phai mờ theo năm tháng, dù thời gian mai tóc thấy đã vàng, nhưng tình em còn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Hành trang em mang theo vào đời là tình yêu, là niềm tin trong từng trang giáo án. Hành trang em mang theo vào đời là niềm tin, là tình yêu và bao khát vọng của thầy trò, của thầy cô đã cho em đôi cánh bay xa. Hãy
sông cũng về với biển, còn sóng bao năm âu yếm vỗ vào bờ. Ai có đi xa đến tận cung trời, hàng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ ơi. Bởi quá yêu không thể hát bằng lời, em hoa đã để được nằm với đất, tóc xòa ngực trần tắm gió biển đông, giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng cúc phương. Bởi quá thương không thể hát thành lời, em làm cái chi bay giữa bầu trời để được nhìn non nước đẹp tươi, nhìn cờ hồng bay giữa màu xanh quỳnh lưu. Quê hương mỗi người chỉ một, cầu hát theo em đi suốt cả cuộc đời, theo ngàn thân thương sao động lòng người, đậm sâu nỗi nhớ thương về quê mẹ ơi. Về cố đô thăm mảnh đất mẹ hiền, sống bài ca đất nước bích động làm chùa lấp lánh đầu tiên, mỗi lần thắp hoa lư trăm lần kính yêu. Đẹp biết bao ôi mảnh đất mẹ hiền, vang vọng kim sơn chuông đổ từng cục tình ca thương nhớ đầy vơi, ngọt ngào lời ru của mẹ Ninh Bình ơi. Báo cáo với các cô là năm nay chúng em không phải thuê ca sĩ ạ. Tất cả các thành viên khóa cũng như là con của thành viên khóa, em của thành viên khóa biểu diễn. Xin các thầy cô và các bạn cho chúng em một tràng pháo tay nữa. Một ca khúc rất tuyệt vời, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến, Ninh Bình quê mẹ. Trăm sông cũng về với biển, còn sông bao năm âu yếm vỗ vào bờ. Ai có đi xa đến tận cùng trời, hàng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ ơi. Bởi quá thương không thể hát thành lời, em bỏ đã để được tắm với đất nước, tóc xõa ngực trần tắm gió biển đông, giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng phục mũng phương. Bởi quá thương không thể hát bằng lời, em làm cánh chim bay giữa bầu trời để được nhìn non nước đẹp tươi, nhìn cờ hồng bay giữa màu xanh quỳnh lưu. Về cố đô thăm mảnh đất tình người, sống với nỗi thành bài ca
đất nước, Bích Động làm chùa lấp lánh đồng tiền. Mỗi lần thắp hoa lư trăm lần kính yêu, đẹp biết bao. Ôi mảnh đất mẹ hiền vang vọng Kim Sơn, chuông đổ từng hồi khúc tình ca thương nhớ đây ơi, ngọt ngào lời ru của mẹ Ninh Bình ơi, ngọt ngào lời ru của mẹ Ninh Bình ơi. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, ngày hôm nay thực sự chúng em rất vui, rất hạnh phúc khi có sự hiện diện của tất cả các thầy cô cũng như tất cả các bạn ở đây. Chúng ta đến với chương trình 30 năm ngày trở về của các cựu học sinh trường Trung học cơ sở Yên Phú. Và kính thưa thầy cô, ngày hôm nay chúng em được nhìn thấy thầy cô ở đây, những người vẫn còn đang rất khỏe mạnh, còn đang rất là vui tươi đến với chúng em trong một không khí vô cùng tuyệt vời này. Nhưng chúng ta cũng đã phải rời xa với các thầy, một số thầy cô cũng đã đi xa. Và trước khi đến với chương trình nội dung chính thức ngày hôm nay, em rất muốn các thầy cô cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng dành một phút tưởng niệm đến thầy Lê Doãn Tập, nguyên hiệu trưởng nhà trường, đến thầy Mai Văn Đề, đến thầy Vũ Văn Vịnh. Và xin các thầy cô cùng các bạn chúng ta cùng đứng dậy dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm thông qua sẽ được trân trọng kính mời các thầy cô như các bạn sẽ cùng an toàn. Xin được hân hoan chào đón quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các thành viên cựu học sinh trường Trung học cơ sở Yên Phú niên khóa 1991-1994 đã có mặt tại trường Tiểu học Yên Phú để tham dự chương trình hội khóa 30 năm ngày trở về. Lời đầu tiên cho phép em xin được thay mặt cho ban tổ chức chương trình xin gửi tới quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Nếu được hỏi khoảng thời gian nào đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, em tin chắc rằng trong rất nhiều người, trong số chúng ta ở đây đều sẽ trả lời rằng đó là khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường cùng với thầy cô, cùng với bạn bè, với thật nhiều những ước mơ, khát khao, hoài bão và hy vọng của tuổi trẻ. Để rồi 30 năm kể từ ngày rời xa mái trường Trung học cơ sở Yên Phú, trong tim của mỗi chúng em không chỉ có niềm tự hào về mái trường, không chỉ có hành trang về kiến thức, mà trong tim của mỗi người luôn có hình ảnh của thầy cô, trường xưa, bạn cũ và luôn mong muốn về những giây phút hội ngộ. Và ngày hôm nay, thể theo nguyện vọng và tinh thần của gần 100 thành viên niên khóa 1991-1994, chúng em long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Đây là lý do vô cùng đặc biệt để chúng em được gặp lại nhau, để cùng hàn huyên, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời học sinh trong sáng, ngây thơ. Và cũng là dịp để chúng em được bày tỏ lòng tri ân tới các thầy, các cô, những người lái đò thầm lặng, những người đã chắp cánh ước mơ cho biết bao những thế hệ học sinh của nhà trường. Và đó cũng là lý do để tất cả chúng ta cùng nhau có mặt tại đây tham dự và chúc mừng cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của niên khóa 1991-1994. Chúng em một lần nữa xin được dành lời tri ân tới tất cả các thầy cô, xin được cảm ơn tất cả các thành viên của niên khóa đã cùng về đây và cùng góp phần làm cho sự thành công của hội khóa. Và với tất cả những điều tuyệt vời đã và đang sẽ diễn ra trong suốt sự kiện ngày nay, xin một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chào đón và chúc mừng tất cả chúng ta. Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, 30 năm đã trải qua thấm thoát như mực, như một cơn gió. Và ngày hôm nay, thể theo nguyện vọng của gần 100 thành viên niên khóa 1991-1994, trong niềm vui hân hoan hội ngộ, chúng em rất vui mừng khi được đón tiếp sự hiện diện
của các thầy, các cô trong không khí vô cùng tuyệt vời dưới mái trường năm xưa. Sau đây, em xin được giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu cô Vũ Thị Thưa, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Phú. Xin được nhiệt liệt chào mừng cô Dương Thị Miên, nguyên hiệu phó trường Trung học cơ sở Yên Phú. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Hương, nguyên giáo viên nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Tạ Thị Doan, nguyên giáo viên nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Mai Thị Liên, nguyên giáo viên nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Hoàng Thị Bích, nguyên giáo viên nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Mai Thị Ngọt, nguyên giáo viên nhà trường. Em cũng rất vui mừng xin được trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Bình, nguyên giáo viên nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Hữu Sức, nguyên giáo viên nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy An Nhật Thành, nguyên giáo viên nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đặng Văn Lượng, nguyên giáo viên nhà trường. Và ngày hôm nay thì có lẽ là thầy Nguyễn Mạnh Thắng chắc là cũng có việc bận không có thể tham dự. Chúng em cũng sẽ có những lời cảm ơn cũng như là tất cả chúng ta hãy dành một tràng tay để chào đón thầy Nguyễn Mạnh Thắng sau ạ. Vâng, và dự với hôm nay thì cũng có đại diện của nhà trường, cô Hoa Phương Thúy là chủ tịch công đoàn nhà trường ạ. Xin trân trọng giới thiệu. Vâng, và cũng xin được trân trọng giới thiệu cô Mai Thị Len ạ, nguyên giáo viên nhà trường. Còn rất nhiều ạ, em đang còn, em sẽ giới thiệu từng người ạ. Vâng ạ. Vâng, chúng em cũng rất là vui mừng xin được chào đón. Em rất xin lỗi là lúc nãy cập nhật em không nhớ họ tên cô. Em xin được chào đón cô Phú ạ. Vâng, nguyên giáo viên dạy toán mà là chủ nhiệm lớp 6 của chúng em ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Đặc biệt về dự với chương trình hôm nay còn có sự góp mặt của gần 100 thành viên niên khóa 1991-1994. Một lần nữa xin nhiệt liệt và chào đón tất cả các bạn. Tiếp chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bạn Phạm Tuấn Vinh sẽ đại diện cho các thành viên khóa, sẽ nói lên những dòng cảm nghĩ, những tình cảm của mình qua những lời phát biểu khai mạc sau đây. Xin trân trọng kính mời bạn Phạm Tuấn Vinh. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh trường Trung học cơ sở Yên Phú niên khóa 91-94. Lời đầu tiên cho phép em được kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn, sau 30 năm xa cách, khoảng thời gian khá dài đã đọng lại trong tâm trí chúng em rất nhiều niềm vui và niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Trở về đây, chúng em cảm thấy rất là thân quen, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đến trường cùng vui chơi, nô đùa với bạn bè thân yêu. Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi được gặp lại nhau sau những tháng năm xa cách, tập thể cựu học sinh niên khóa 91-94 trường Trung học cơ sở Yên Phú về đây cùng long trọng tổ chức gặp mặt lễ kỷ niệm 30 năm ngày trở về. Nơi đây hơn 30 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc, vững bền. Chúng em xin trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô giáo, đại diện cho nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của lớp niên khóa 91-94. Chúng ta nồng nhiệt chào đón gần 100 bạn ở mọi miền Tổ quốc đã về đây chung vui, đông đủ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trở lại mái trường xưa, trong mỗi chúng ta hẳn vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc, những kỷ niệm của một thời cắp sách tới trường.
Sau 30 năm, những gương mặt của khóa học đặc biệt đã được trưởng thành, có công việc và hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Mỗi người có một ngành nghề, một công việc khác nhau, và công lao đó chính là nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô giáo dưới mái trường này. Hôm nay, trong ngày trở về, những kỷ niệm xưa cứ đong đầy thôi thúc chúng ta, những cánh chim bay mỏi tìm về nơi tổ ấm, tìm về nơi một thời hoa nắng hồn nhiên, vô tư mà rất đỗi yêu thương. Ở nơi này, các thầy cô yêu quý của chúng ta vẫn luôn là những bậc cha mẹ mẫu mực, hết lòng hy sinh tận tụy vì con trẻ. Hôm nay, được gặp lại các thầy cô trong niềm hân hoan, hội ngộ, xin phép cho chúng em được nói lời cảm ơn, sự biết ơn và sự tri ân sâu sắc tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, người truyền dạy cho chúng em những kiến thức như là một hành trang để bước vào đời. Đồng thời cũng xin được gửi đến tất cả các bạn đã đồng hành và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống. Rời xa mái trường, ghế đá đã 30 năm, bản thân tôi vẫn luôn tự hào và là thành viên của lớp, là thành viên của trường, luôn cố gắng phấn đấu để ngày một tốt đẹp hơn. Và tôi cũng tin rằng tất cả các bạn ở đây cũng thế. Những kỷ niệm, những sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, chúng ta cùng hứa với nhau, cùng hứa với các thầy cô sẽ tiếp tục cuộc sống tốt hơn, làm nhiều việc có ý nghĩa hơn, công tác tốt hơn, cố gắng gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, trong sự nghiệp, để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của các thầy giáo, cô giáo, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của mái trường thân yêu này. Trước khi dừng lời, cho phép em được thay mặt toàn thể học sinh niên khóa 91-94 trường Trung học Cơ sở Yên Phú xin được kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể các bạn học sinh niên khóa 91-94 chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng ý nghĩa của bạn Phạm Tuấn Vinh. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, sau đây sẽ là những tình cảm của các thành viên hội khóa về mái trường năm xưa, nơi mà chúng em đã gắn bó với biết bao những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Và xin được trân trọng kính mời đại diện của nhà trường, cô Bùi Phương Thúy, chủ tịch công đoàn, sẽ lên để đón nhận những phần quà đến từ các thành viên hội khóa. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được cảm ơn cô Bùi Phương Thúy, là chủ tịch công đoàn của nhà trường đã đại diện. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh của trường Yên Phú, hôm nay rất vui em được đại diện cho trường về tham dự hội khóa cùng với lại thầy cô và các anh chị. Em thực sự là được nghe những bài hát nên cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi, giống như là mình được đi dự hội khóa vậy ạ. Và cũng không biết nói gì hơn, em xin đại diện cho trường gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô cùng các anh chị niên khóa 91-94 đã dành tặng những tình cảm vô cùng quý báu tới cho trường em ạ. Và cũng hy vọng rằng là thầy cô cùng các anh chị sẽ cùng sát cánh đồng hành với lại trường Yên Phú của chúng ta trong những năm học gần đây nhất. Dạ vâng, và lời cuối cùng thì em xin kính chúc các thầy cô cùng các anh chị sức khỏe và chúc cho buổi hội khóa của chúng ta ngày hôm nay thật là vui và ý nghĩa. Em xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, ngày hôm nay là dịp vô cùng ý nghĩa để chúng em bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy, các cô đã bao năm dạy dỗ, chỉ bảo, những người đã chắp cánh để cho thành công của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây, em xin được trân trọng mời lên sân khấu các thầy, các cô đã và đang công tác tại trường Trung học Cơ sở Yên Phú sẽ đón nhận những tình cảm của tất cả chúng em trong ngày vui hội ngộ này. Quý ạ! Nhưng thể hiện một tình cảm rất đồng đầy của chúng em. Chúng em luôn kính chúc tới các thầy, các cô luôn sức khỏe, hạnh phúc và luôn sẽ đóng góp tiếp tục cho các thế hệ con cháu của mình với những kho tàng trí thức của mình để cho các con, các cháu sẽ tiếp tục chắp cánh bay xa trong những kho tàng kiến thức mà các thầy cô vẫn đang còn để đóng góp cho thế hệ chúng em tiếp tục sẽ có những thành công hơn nữa. Anh hùng sáng người chiến thắng trao. Tiếp tục gửi
những lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy các cô. Vâng, em xin trân trọng kính mời các thầy cô tiếp tục trở về vị trí ạ. Dạ. Một phần quà rất đặc biệt mà bạn Đỗ Ngọc Quý, thành viên của khóa, muốn dành tặng tới tất cả chúng ta. Đây là một món quà mang nhiều ý nghĩa và sẽ là những kỷ niệm mà theo suốt chúng ta trong những hành trình tiếp theo của cuộc sống. Đây là những món quà, một cái kỷ niệm trương rất đẹp mà Quý đã dành tất cả tình cảm của mình để dành tặng cho tất cả các bạn về tham dự ngày hôm nay. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Lần nữa sẽ được chúc mừng những món quà vô cùng tuyệt vời mà Đỗ Ngọc Quý đã dành tặng cho các bạn. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi nằm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những và chúc mừng và cảm ơn các bạn. Vâng, rất tuyệt vời. Xin được chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn. Bạn chia lên chưa?
cùng cho một tràng hoa tay ạ. Mà Dũng lên rồi, đúng không? Dũng, mà Dũng lên chưa? Ok, còn ai sót thì giơ tay giúp tôi nhá. Lát là nhắn tin cho tôi chết tội nghiệp. Chiều Tây Sơn áo bạc vai. Và kính thưa các thầy cô và toàn thể các bạn, và ngay lúc này đây, chúng em rất muốn được lắng nghe những lời chia sẻ, những lời tâm sự đến từ các thầy cô, nguyên là hiệu trưởng, nguyên là giáo viên nhà trường. Và anh xin được trân trọng giới thiệu đến sân khấu cô Vũ Thị Thưa, nguyên hiệu trưởng nhà trường, sẽ có đôi dòng tâm sự cũng như là những tình cảm để cô dành cho chúng em hôm nay. Xin chân kính cảm ơn cô ạ. Kính thưa các quý thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các em học sinh khóa học 1991-1994. Hôm nay về đây dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày ra trường khóa 91-94, cô và các thầy cô không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý thầy cô, các em và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các em học sinh, phải nói là rất rất vui, xúc động trước tình cảm cao quý của các em với ý nghĩa tôn sư trọng đạo. Các em cùng nhau tổ chức buổi lễ gặp mặt này để chúng ta cùng nhau nhắc nhớ lại bao kỷ niệm của những năm tháng gian khó trong công tác và học tập dưới mái trường thân yêu Trung học cơ sở Yên Phú này. Để có được những thành công như hôm nay, những em như những đàn chim đã bay ra cuộc sống và đã thành đạt rất nhiều, rất là tự hào và trân quý biết bao. Có lẽ không thể nói hết được những sự xúc động và trong cuộc hội ngộ này với tình cảm cao đẹp này. Cuối cùng, cô xin thay mặt cho các thầy cô giáo xin kính chúc các em và gia đình luôn vui khỏe, công tác tốt hơn nữa. Chúc buổi lễ của các em, của chúng ta được thành công rực rỡ. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất ý nghĩa của cô Vũ Thị Thưa, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, lúc này đây thì em rất muốn cô trò chúng ta sẽ lại xích gần nhau hơn nữa để lưu lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời này với một tấm ảnh ở trên sân khấu ạ. Và xin các bạn là chúng ta sẽ cùng mời các thầy cô lên trên sân khấu với tất cả chúng ta trên này. Chúng ta sẽ lưu lại một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời sau 30 năm thầy trò chúng ta gặp lại nhau ạ. Trở lại cho
qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, trở lại cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy yêu ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những